thêm lead đúng không, và ta làm tiếp cái phần sửa đúng không, phần sửa và tiếp phần xóa đúng không. Thì hôm trước là các bạn lưu ý nè, hôm trước cô nhắc lại bài hôm bữa nhá, là các bạn làm một trang thôi, insert thì cũng vào trang đó đúng chưa, và các bạn update cũng vào trang đó. Thì các bạn phải xử lý như này, các bạn phải xử lý là các bạn làm một trang thì các bạn phải xử lý là các bạn phải biết là cái trang đó là trang update hay là trang insert. Thì nếu là không, nếu là không đâu này, nếu status là một thì nó sẽ là update, còn nếu status là không thì nó là insert, tức là nó không cập nhật cái giá trị nữa đúng không ạ. Đây thì cái chỗ là cái biến này nè, các bạn đừng để render nhiều lần, thì các bạn hoàn toàn có thể để nó vào use effect này đều được luôn nè. Ok, đây các bạn có thể set nó lưu lấy để các bạn show nó ra để xem nè. Cái này nếu là một thì là update, còn không thì là insert. Tức là các bạn làm một trang thôi, các bạn không làm nhiều trang nhiều view đúng không. Thì ở bên này các bạn chuyển đổi số vào cho nó đúng không ạ. Nếu là insert thì đây các bạn để đây là cái checkable này, các bạn gọi tới cái save và các bạn để thay cái chữ save nên các bạn đặt cái chữ insert nhé. Đây các bạn đổi thành chữ là insert. Cô viết gọn lại nhé. Đấy, cô hôm bữa là cô sửa lái này chưa? Thấy chưa? Thì cái này các bạn để là F insert chứ không phải là F save. Cái hàm cô đâu rồi? Đây, cô để là F insert, cái này status truyền vào đúng không ạ. Thì cái này các bạn là ta dùng root để ta bạn truyền cái tham số vào. Ok, cái này gọi là cái parameter á, truyền vào. Cái đổi số đầu tiên chính là cái trang các bạn định nhảy sang đúng không. Navigator á, các bạn có navigation này, chấm navigate thì cái đổi số đầu tiên chính là cái screen mà các bạn nó chuyển tới. Cái đổi số thứ hai là các tham số. Tham số này thì các bạn có thể có một hoặc nhiều, nếu nhiều thì các bạn cách nhau bởi dấu phẩy, giống như trường hợp thứ hai ở đây update. Thì đổi số thứ nhất là cái trang đi theo các bạn chuyển tới cái screen, còn đổi số thứ hai là cái tham số này nè. Và các bạn thấy đây có hai cái tham số, một là trạng thái và hai là cái giá trị các bạn chuyển sang. Ok chưa? Đó, thì các bạn là đã xong cái phần chuyển trang trong cái phần list đúng không ạ. Và bây giờ các bạn làm thêm cho cô, tức là cái phần edit đúng không, update đúng chưa, update. Thì bây giờ các bạn đổi update bất kỳ cái gì ở đây đúng chưa, các bạn lưu lại thì sang nó sẽ lưu vào cái file bay. Ok không ạ, lưu file bay và đồng thời nó sẽ trả về trang gì ạ, trang list chứ đúng không. Đấy, thì ở đây các bạn có cái hàm save của nó đây, cái hàm save đã làm rồi đó. Cái đấy là cái object mà các bạn cập nhật. Ở đây là các bạn gì đấy ạ? Push nó. Push trong trường hợp này là gì đấy ạ? Push là các bạn insert đúng không? Đó, sau khi insert thành công thì nó sẽ đến về cái trang list. Còn nếu lỗi thì nó sẽ báo lỗi. Ok. Vậy thì các bạn chỉ cần làm một hàm save thôi. Hàm save. Và các bạn check nó khi nào là trạng thái là không hoặc trạng thái là một. Thì có phải là put này có phải là trạng thái là một không? Thì các bạn kiểm tra là if có phải là cái status của các bạn ấy, nếu nó là bằng không đúng không, thì có phải là nó sẽ gọi cái này không, gọi tới cái hàm này không. Đúng chưa? Còn nếu mà để valid này thì các bạn làm sao nó cũng valid đúng không? Còn nếu như mà ngược lại là bằng 1 thì sao ạ? Các bạn đâu có dùng hàm put được.
Dũng làm gì? Sếp, đúng rồi. Nhưng mà sếp phải có cái gì nữa em? Đúng rồi, phải có cái ID. Đúng không? Mình vẫn cập nhật cái anh này, nhưng với cái ID là các bạn phải lấy được ID của nó, đúng không? Ok, vậy bây giờ như này nè. Ở đây các bạn có trong Easy Effect, các bạn sẽ có như này nè. Các bạn sẽ đặt cho cô một cái biến là biến ID, đúng không? Cái ID. Thì các bạn tạo cô một cái ID ở đây. Có thêm một cái ID nữa. Cái này các bạn để là ID. Set ID. Đúng chưa? Ở đây các bạn sẽ có là gì đấy ạ? Set vào đây đúng không? Set ID. Cái này là Pro. Pro ID. Được chưa? Tại vì dữ liệu các bạn ở đây là nó có cả cái Pro ID này đúng không? Đúng chưa? Pro ID này, Pro Image này, đúng không? Ok, bây giờ cô lưu lại nè, cô lock cái anh set ID này xem có đúng không nha. Cái này là ID. Rồi xem nó ra chưa nha. Trở lại cái nha. Đấy, nó nhận ID nè, thấy không? Nó nhận được ID nè, lock screen nè. Thì cái này là nó nhận được ID của nó nè. Phải lưu lại save nó đi. À cái này nó ID có chưa? Back nè. Nó chạy có một lần thôi, khoan từ từ. Khoan, cô có thể để một cái trường để các bạn nhìn cho dễ nha. Tại vì nó cập nhật cái state nè. Đây. Cái này các bạn để là ID. Nếu mà trùng thì các bạn là bỏ ra cho cô nhé, ID. Set ID. Nó set cái state ở đây nè. Chưa? Rồi các bạn coi nhé. ID khoan, ID đang hiện tại đang rỗng. Khoan, tại sao anh này đang bị đang bị gì nó không có ra ta? Input, 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 input. Ủa? Rồi, ra rồi. Nó lấy được ID, thấy chưa? Nó lấy được ID ra đây đúng không? Ok chưa? Đấy, nó lấy được ID nè. Thì bây giờ các bạn lấy cái ID này, các bạn mới đưa vào cái hàm đúng không? Bây giờ nếu như cái này ta sẽ có gì đây ạ? Away cái này. Đúng chưa? Reference, các bạn có phải là sẹt cái này một cái không? ID đúng không? Đúng chưa? Ừ, quá dễ. Bây giờ thay cái khoan nhé, các bạn thay cái dấu này nhá. Cái toán tử này các bạn thay bằng dấu huyền nhá, cho cô cho dễ nè, khỏi cộng chuỗi nha. Ở đây là để đô la. Đồng ý chưa? Cái này phải để ID vào đây không? Đúng chưa? Và cái này thay put bằng gì đấy hả? Set. Ok chưa? Đúng không? Rồi bây giờ nhá, chạy lại nào. Bây giờ cô sẽ để Sony nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi. 7, 8, bây giờ cô save nhá. Rồi lỗi rồi. Ủa sao nó không tìm thấy cái variable state từ. Chính xác. Nó bị lỗi cái này.
cái status của mình là đang để trong cái user effect, mà cái hàm save này để ở đây thì nó render đầu tiên thì biến này nó không nhìn thấy. Ok, tạm thời tôi để ra ngoài trước đi nha, để nó nhìn thấy đã. Nó không nhìn thấy cái biến này, nó không nhìn thấy cái biến này. Trở lại ha, 4 5 6 7 save. Đã chưa? Đúng không? Sửa Samsung nha. Ủa sao sửa Samsung ra Sony? Từ từ chạy. Samsung nè, thấy chưa? Ok. 6666. Cái gì đó 300 gì đó. Chưa, lưu nào. ID nó khác nha, nó update theo ID nè. Đã chưa? Update xong chưa? Đấy. Thì thực ra các bạn chỉ xử lý cái giao diện thôi, chứ còn nếu mà cái hàm á, để các bạn cập nhật Facebook á, các bạn nhìn đi nhìn lại nó có mấy cái hàm thôi. Để các bạn insert thì các bạn là put, đúng chưa? Để các bạn update, các bạn phải lấy được cái ID và các bạn dùng set là xong. Các bạn không cập nhật ID nha, các bạn chỉ cập nhật các cái value của nó thôi, đúng không? Các cái item của nó thôi. Thì vậy thì các bạn truyền ID vào đấy thì cú pháp của nó như vậy rồi. Thì cái này các bạn lưu ý nè, cái dấu huyền này nè, cái dấu mà phía dưới escape á, cái dấu này cô nhắc lại nhé, cái này nhắc nhiều lần rồi, cái này nhắc lại nè, dấu này cho phép các bạn tức là chứa một cái chuỗi, trong đó nó bao gồm cả biến và cách khai báo biến. Nó sẽ để trong cái biến này là trong đô la, dấu móc nhọn. Cái này các bạn có một cách viết khác. Nếu cô viết một cách khác thì cô sẽ viết như này. Không dùng dấu huyền mà cô dùng dấu nhảy kép. Nhảy kép hoặc nhảy đơn thì cô sẽ không viết như này được. Viết như này nó hiểu là chuỗi. Vậy cô muốn lấy cái ID thì cô sẽ là còng chuỗi nha các bạn. Còng cái này ID vào. Ok chưa? Hiểu không? Cái này là còng chuỗi và biến. Đúng không ạ? Đó. Thì hai cách viết này bây giờ nó rất là thông dụng nè. Được chưa? S5 trở về sau nó mới có. Các cái version trước cũ là không có. Thì cái này cái toán tử, cái này toán tử dấu huyền nó có một cái tên gọi, các tôi không nhớ chính xác tên là gì. Nhưng mà toán tử này cho phép các bạn ghi cả biến, cả chuỗi, và nó có một cái lợi ích như này là nếu các bạn enter xuống dòng thì nó không cần cồng chuỗi. Ví dụ cái chuỗi này có một xuống dòng á thì cô phải có cồng chuỗi, nhưng anh này không cần luôn. Để trong dấu nháy là nó hiểu cả nguyên cái chuỗi để liên tục luôn. Hiểu không ạ? Cho nên cái việc nối chuỗi các bạn rất là dễ dàng với cái dấu cái toán tử này. Chưa? Và bây giờ cái toán tử này được dùng rất là thông dụng. Và các bạn để ý nè, trong cái hướng dẫn của Firebase á thì nó cũng dùng cái toán tử này. Cái hướng dẫn của cái React Native Firebase á nó cũng dùng toán tử này. Cụ thể là đây nè. Đây, các bạn sẽ để ý là cô dùng cái real time nhé. Đây, real time là các bạn để ý nhá, nó dùng đúng cái toán tử này nè. Đây nhá, user nè, sạc nè, user ID nè, lấy ID đúng không? Đúng chưa? Dùng cái toán tử dấu huyền là thế không? Ok chưa? Giống đô la và giống móc nhọn. Được chưa? Các bạn nhìn để các bạn đọc, các bạn hiểu cách truyền. Ok không? Rồi. Vậy bây giờ ta đến cái phần tiếp theo là phần xóa đúng không? Rồi, update nè. Insert, update, delete xong hết rồi đúng không? À nó bị két cái này là sao ta? Nó refresh. Nó bị két gì ta? Khoan. Cô đang bị két là bấm lần đầu là nó bị. Cái này là 1 nhá, backline nè. Cái này là 2 nè, nó quay lại. À xong cái này thì đúng. Nhưng mà cập nhật xong trở về sao nó lại nó không reset ta? Cái ID này các bạn ẩn đi nhá. Hiểu không ạ? Ta sẽ không để cái ID này nữa. Tại vì cập nhật mình sẽ không cập màn ID, cho nên chỗ này các bạn ẩn đi.
thì chỗ này cô xóa đi nhé, không cần dùng tới, cô xóa, cô hiển thị cho các bạn nhìn thấy thôi, chỗ này cô xóa đi, không dùng tới, thì chỗ này các bạn thấy là nó sẽ mất cái này này. Rồi à, ví dụ như là iPhone 11 12, 13 gì đó tùy ha. Tại vì như vậy thì bây giờ cô xóa, cô xóa thì cô cũng thêm cái button ở đây là delete, đồng ý chưa? Quá dễ đúng không? Giờ không có gì để nói, dễ quá. Demo này không có gì để demo. Vào cái list này các bạn thêm cho cô một cái button vào đây. Đây button này, các bạn nếu các bạn muốn nó nằm ngang á thì các bạn thêm một cái view xong để cái flex cho nó, đúng không ạ? Ở đây cô để là delete, cái này nó sẽ chiều dọc đấy, thấy chưa? Đấy, sorry nó nằm ở view cơ. Đây tookable này nằm ở view này, nó sẽ bị đè đó, nó bị che, thấy không, nó bị đè lên nè. Đấy, các bạn mà muốn nó nằm ngang sao nè, bạn đang làm flex chỗ này nha Huỳnh nè, bây giờ cô nằm dọc đúng không, bây giờ cô muốn nó nằm ngang, từ từ, bây giờ cô sẽ để từ từ bình tĩnh từ nha, cô để một cái view đúng không, view nè, cái bây giờ cô để là cái style nè, băng nè, cái từ từ đóng này lại đúng không, cái này là cô để là style chấm button không button container, container container thôi đúng không? Ừ, mà hình như có rồi hay sao ta? Phải cái này không ta? Biết rồi nhưng mà không phải cái này không phải. Rồi, không phải, bây giờ cô phẩy cái. Rồi, hai chấm. Rồi, cái này là gì nè? Flex gì? Huỳnh, nếu mà cô để cái view ở đây thì cô muốn nó nằm ngang thì cô phải flex gì? Flex. Direction. Direction. Rồi kệ kệ bạn á, rồi flex direction gì? Column row. Yeah. Row. Row. Row đâu, row. Rồi, cái button này mà các bạn mà muốn cách nó ra thì các bạn machine thôi. Nhé. Cái button control đâu nhỉ? Để các bạn là button control là để machine gì ạ? À, nhiều nhỉ, 5 nhỉ ha. Đó vậy thôi. Tức là các bạn nói chung là sẽ đấy là các bạn phải tỉ mỉ, phải chỉnh chu, cái này phải chịu khó làm đấy, không thể nào mà các bạn này cô ơi sao hồi làm đẹp vậy, em muốn làm đẹp, nhưng họ muốn làm đẹp thì phải tỉ mỉ thôi chứ không thể nào. Còn cái này là chỉ để mỗi chức năng thôi nhá, con muốn làm đẹp chắc chắn phải tỉ mỉ, cái đấy là điều không thể nào mà tránh được ha. Ok rồi, bây giờ delete nè, chỗ này cô để delete nha. Rồi bây giờ hàm này của cô làm delete nè. Hàm delete thì ta có cần truyền đúng không ạ? Khỏi cần. Đúng không? Vì sao không cần? Tôi sử dụng tại chỗ tôi lấy được ID không? Lấy được. Đúng không? Delete ID chính nó. Đúng không? Mà không truyền ID sao biết lại lấy ID nào? Không truyền thì biết ID nào? Thì phải truyền cái ID chứ. Đúng không? Phải truyền, ít nhất truyền cái ID chứ. Đúng không? Bị lừa. Rồi, delete.
Đương nhiên phải truyền cái ID vào đây. Prop chấm gì ạ? À? Chấm gì ạ? À? Prop I Pro ID đúng không? Phải truyền ID chắc chắn. Đó. Rồi bây giờ các bạn viết một cái hàm cho cô nè. Insert nè, update nè, bây giờ cô đến cái delete nè. Truyền cái ID nè. Truyền cái ID đi, cô để chữ ID thôi. Ok. Rồi. Chờ sao? Theo các bạn giờ viết gì nữa? Truyền ID vào rồi giờ viết gì nữa? Xóa như nào? Trai kết, chịu khó trai kết cho tôi được chưa? Rồi, chịu khó trai kết cho tôi. Íp khỏi íp đi, cái này tôi là để cái ID lại đây nhá. Ồ quên, cái này tôi xóa chỗ một dòng này nha các bạn. Cái này quên xóa nè. Đúng chưa? Rồi, cái này ta remove thì sao? Bỏ cái íp status này đi. Bỏ anh này đi, bỏ navigation này đi, ta dùng một câu lệnh duy nhất. Đúng không? Câu lệnh này làm gì các bạn? Thay cái này bằng cái gì? Remove. Còn thay cái này bằng cái gì? Bỏ luôn chứ thay bằng cái gì remove mà. Làm gì có đổi số chỗ này. ID ta để đâu? ID để đây rồi. Remove chỉnh nó đúng không? Hả? Sao em? Lỗi hả? À lỗi rồi, được rồi, lỗi rồi. Ừ. Rồi chạy thử nha, lưu lại nè. Rồi lỗi rồi nè, bây giờ lỗi gì nè? À thiếu xin away nhưng mà không phải, nó bảo cái gì nè? À away phải có xin, rồi đúng rồi, chính xác. Chỗ này các bạn để lá. Ở xin là xong, coi nè. Hết lỗi. Nhưng mà trước khi delete á, nên hỏi nó là bạn có chắc chắn xóa hay không? Đúng không? Ta qua Facebook xem nó có xóa không nha. Delete cái iPhone là cái cuối này. Có lỗi đầu báo. Được chưa? Xóa chưa? Thì các bạn chỉ cần hỏi là bạn chắc chắn xóa hay không? Yes thì xóa, no thì thôi là được rồi. Yes ok. Xong chưa? Vậy là các bạn vừa xong 4 cái thao tác nha. Xem thêm, sửa, xóa. Đúng chưa? Insert nè. Cái này là xem nè, view nè, đúng không? List nó ra đúng không? Hai là insert nè. Ba là update nè, bốn là delete. Đã xong chưa? Xong nhá. Bây giờ có hỏi gì không để tôi dừng cái video lại. Có hỏi gì không? Cái này cô gửi ý nè. Em login vào. Em mới kiểm tra xem nó có phải cái role của nó có phải admin hay không. Em trả cái giá trị đấy giống status á. Thì em kiểm tra nếu là admin thì em show cái đấy ra không thêm ẩn nó đi. If có còn ngược lại không có. If else thôi. Thì cái code của mình vẫn là code if else này. Em if ở đây nếu mà có thì nó sẽ hiển thị cái này. Còn nếu không có thì thôi. Hiểu không? Thì em cũng là một cái biến, giống như em lấy các cái biến khác thôi. Nó là một cái biến, đúng không? Em đi vấn ra xem lấy cái biến đó. Ok chưa? Nhưng mà cái biến đấy lưu ý nè. Cái biến mà khi các bạn login á, các bạn muốn sử dụng cho toàn bộ hệ thống á, thì các bạn phải để vào provider. Em thêm cho cô một cái biến nữa, là biến permission, cái quyền chẳng hạn. Cái quyền
Có phải là admin hay không? Is admin chẳng hạn. Em thấy có một cái biến nữa vào đây. Hiểu không? Hiểu ý cô không? Đó. Thế có một cái biến nữa. Một biến thôi. Được chưa? Sau đấy thì em sẽ lúc mà em login vào á. Lúc em login vào nè. Thì em gán cái biến đấy. Hiểu không? Hiểu ý không? Em gán cái biến đấy. Ok chưa? Đơn giản thôi. Em làm nè. Cái này là các bạn hôm trước là cô hướng dẫn rồi đúng không? Cô sai code rồi. Bây giờ các bạn lưu ý nè. Các bạn theo kiểm tra một cái biến có phải là admin hay không? Em có hai quyền thôi đúng không? Nếu em có nhiều quyền á thì em không ghi là is admin mà em ghi luôn cái permission. Hiểu không? Đấy. Cái này em giả sử em để là permission. Được chưa? Ok. Không có user đâu, em để là permission đi. Viết đúng chính tả cho nó. Đây. Set cái permission vào đây. Được chưa? Cái này em để rỗng, nếu như em không em để chuối thì em để rỗng. Hiểu không ạ? Nếu thông thường các bạn hay phân quyền nè. Các bạn set giá trị nào ban đầu nè. Nếu là chu phone, boolean thì các bạn để chu hoặc phone. Nếu là số các bạn thường thường để số âm 1, số 0 để set. Hiểu không ạ? Nếu đối tượng các bạn có thể object rỗng hoặc để null. Các giá trị khác các bạn cũng thể đủ để null được. Nhưng mà mình tùy chuối thì thường để cô sẽ để rỗng. Ví dụ như vậy chứ có gì. Hiểu không ạ? Hoặc để null cũng được nhé. Nó có hai giá trị là null hoặc undefined. Undefined là không xác định. Còn null là coi như là không có gì. Có hiểu không ạ? Đấy. Thì ở đây là em thêm như có mấy cái biến nữa. Đó là permission và set permission vào đây. Đúng không? Thì giả sử cái này em dùng ở trong login thì em sẽ set cái quyền. Set cái permission. Em phải dùng cái này nè. Phải set cái permission. Như vậy. Đừng có để sai chính tả nhé. Thì đây em set permission bằng, thì em bằng là admin. Thì em set cái gì nó là cái đó. Nếu là admin, em là if là admin thì em set là admin. Đúng không? Vì em lấy quyền này từ trong database ra. Em set nó là admin thì nó là admin. Em lấy cái quyền. Cái quyền này ở đâu ra? Cái này là nó lấy ở đâu? Nó lấy ở trong cơ sở dữ liệu á. Em có một cái trường ở trong này là permission vào đây chẳng hạn. Hiểu không? Hiểu không? Em cộng một cái vào đây là cái permission. Em để là admin chẳng hạn. Có hiểu không? Thì em query khi em truy vấn username password xong em query cái này ra. Lấy được đúng không? Lấy được permission. Thì nó có thể là admin hoặc user hoặc cái gì đó. Thì em lấy giá trị này nè. Em gán vào đây. Có hiểu không? Hiểu không ạ? Nếu login thành công thì em gán vào đây. Em hiểu không? Ok. Đó. Thì cái này sang bên kia em có thể lấy là ra được. Sang bên cái trang còn lại, như trang home hoặc bất kỳ trang nào, police chẳng hạn, em sẽ lấy được cái permission đó. Em có thể lấy được cái biến đó. Cái biến này cô chỉ cho cách lấy nè. Login nè. Cô mới sử dụng cái provider nè. Chưa? Cô sử dụng cái provider vào đây nè. Xong để em mới add cái này nè, user cái này nè. Đó. Thì ở trong tình huống này thì em không cần. Cái này em không cần dùng set này, không cần dùng này mà em chỉ cần dùng cái permission chẳng hạn đúng không? Đúng chưa? Đấy, permission em lấy từ đây. Thì em kiểm tra check, console log cái ai này, cái ra console log cái này. Permission. Cái biến này là ra. Ví dụ cô giả sử cô được gắn nó admin trước rồi nha. Giả sử chỗ này là cô gắn trước, login là cô gắn trước admin rồi nha. Đồng ý không? Ok chưa? Bây giờ cô chạy lại nè.
có bấm cái có gắn trước admin. Khoan từ từ, nó có lỗi ở đâu nè. Dạ, cô chưa dùng user contact. Đó, chưa dùng lỗi à? Đọc xin lại nè. Có phải là đâu nhỉ? Có phải permission có lấy được admin không? Thì bây giờ em kiểm tra thôi. Nếu là admin thì em ẩn sâu cái này, còn ngược lại thì cũng không sâu. Hiểu không? Bây giờ có sâu nha. Đâu nhỉ? Insert đúng không? Đấy đúng không? Cái này là if khoan, từ từ. Cái này là khoan, cái này là cái gì ta? Để write ra một cái, write ra một cái view. Khoan khoan nha. View từ từ. Ủa cái if này dùng sao ta? If này dùng từ nha. Móc nhọn. Khoan. Móc nhọn. Ok. Từ nhé các bạn, cái này là gì ta? Cái biến dạng permission đúng không? Permission bằng admin if colon if. Đừng đùa chứ. Rồi ok. Khoan từ. Ố gì? Rồi ok, khỏi cần cái thằng kia luôn. Rồi được chưa? Đây. Lỗi hả? Tech component. Khoan. Tech. If nó không chịu hả?
Component exception. Ủa. Render. Còn cái này render sao mới đưa nhật text string must be within text component. For x đây được mà dùng các thứ được, người ta không ra lỗi gì ta. If alo, dạ có nha chị. Dạ vâng vâng vâng. If cái này thì tự nhiên cô check cái code cái cú pháp cái thằng quỷ này coi. If L render condition render if return render if cái này thì cái này. Ồ, ngược lại thì cái này đúng không? Sao cái này mi dâu ra đây? Ê, vậy là cô sẽ để một cái render. Let cái button insert sẽ if must be render within text component. Có hỏi text nào đâu trời. Text.
Button nó insert. Rồi được rồi, ok chưa? Bây giờ cô giả sử cô gán của nó không phải admin nhá. Cái lúc trên cái này cô để là admin đúng không? Bây giờ cô không để là admin, cô để user chẳng hạn đúng không? Ví dụ cô để, tức là giả sử cái gán, cô gán giá trị để cô test thôi. Chạy lại nè, cô login nè. Khoan, từ từ, do cái button thôi, do cái button của cô thôi, đâu rồi? Login nào? Mất chưa? Thì đấy là mình, tất cả mọi cái ngôn ngữ lập trình nó đều ứng dụng đều nó cũng như vậy. Tức là nó sẽ bắt lỗi phân quyền, là phân quyền dựa trên chức năng kiểu như này nè. Thì các bạn có hai loại quyền. Một là quyền ở trên database. Tức là nếu như các bạn học một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu á, các bạn thấy là bản thân cái hệ quản trị đấy đã cho phép các bạn phân quyền rồi. Cái hệ quản trị đấy đã cho phép các bạn phân quyền rồi, đó là phân quyền ở trên cơ sở dữ liệu. Còn một loại thứ hai nữa là phân quyền trên ứng dụng. Ứng dụng thì các bạn phải phân quyền dựa vào khi các bạn đăng nhập á, cái vai trò các bạn cung cấp ở trong cơ sở dữ liệu á. Dù các bạn cung cấp người đó là user thì họ được thực hiện chức năng này mà không được thực hiện chức năng kia, thì chức năng nào họ không được thực hiện thì các bạn ẩn nó đi, hiểu không ạ? Các bạn không phải là làm hai cái app riêng nhá, mà làm một app thôi. Nhiều bạn là user làm một app, admin làm một app, cái đấy không có đúng. Mình không có làm double như vậy, mà các bạn sẽ làm là một app thôi. Còn vai trò nào ai có thì các bạn show lên, còn không có các bạn ẩn đi. Thì ẩn đi thì đều dựa trên các câu lệnh if else thôi chứ không có gì hết, hiểu không ạ? Nếu có quyền thì tôi sẽ hiển, không có quyền thì thôi, hiểu chưa? Và cái này là không chỉ cái mình đang làm, mà với tất cả mọi cái ứng dụng luôn, có kể cả web, kể cả application desktop, tất cả mọi cái đều xử lý như vậy, hiểu không ạ? Đều xử lý như vậy. Ok chưa? Hiểu chỗ này không? Đấy. Thì tôi phải xác định dựa vào quyền khi cô đăng nhập ấy nè. Khi cô đăng nhập là tôi đã biết anh có quyền gì rồi. Tại vì cái này tôi lấy từ database mà. Bây giờ các bạn select từ cái database nhá. Các bạn select từ database xuống này. Nếu anh là admin thì các bạn có thể móc được anh admin này ra không? Nếu là anh là user thì các bạn móc user ra. Tức là các bạn dựa vào username password các bạn đăng nhập. Đúng không ạ? Các bạn giống như câu lệnh select from cái bảng admin where cái username bằng ABC, password bằng 123 là các bạn nếu có thì nó đăng nhập vào. Thì có phải các bạn lấy được luôn cả cái permission không? Đúng không? Ok chưa? Thì lấy được permission này thì các bạn phải reset nè. Permission nếu là admin thì tôi sẽ cho nó quyền này, không phải admin tôi cho cái quyền kia. Ok chưa? Đấy. Các bạn hoàn toàn sử dụng if else để xử lý mấy cái vấn đề này thôi. Ok, rồi ai có câu hỏi khác xử lý luôn. Cái này là cô đang fix cho nó là user, cái này hoàn toàn các bạn lấy đồng từ database xuống, hiểu không? Rồi, đấy, các bạn nhập username, nhập password, login cái thì nó sẽ check, nó sẽ lấy từ database xuống và nó kiểm tra. Và lưu ý nè, những cái biến dùng chung này nè, các bạn đều để trên cái Authent Provider này nè. Được chưa? Các bạn cần bao nhiêu biến dùng chung các bạn để hết vào đây cho cô. Ok chưa? Nhá. Rồi, tạm dừng xíu, có ai hỏi gì?